Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 năm 2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Thụy Điển, Phần Lan và các nước châu Âu khác cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước an toàn từ hai sân bay ở Stockholm và Helsinki. Chuyến bay hạ cánh tại Nội Bài. Toàn bộ hành khách được tổ chức cách ly tập trung, còn tàu bay được phun khử trùng ngay sau đó. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về chỗ ở, trẻ em dưới 18 tuổi, trong đó có trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch, thăm thân, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại từ các nước như Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, Bồ Đào Nha, Latvia, Séc, Bulgaria. Mặc dù đã hạ nhiệt, nhưng châu Âu vẫn tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày. Trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa phương trong nước và diễn biến của dịch bệnh, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.